Vâng, shop em lại gửi lời chào để chúc sức khỏe các bác anh em đam mê chơi BCB. Thì nay tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái mẫu bơm máy hàng FB con báo anh em nhé. Đây là cái mẫu bơm máy mà anh em sử dụng khá là nhiều. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết để anh em mới chơi có thể tham khảo kỹ trước khi đặt hàng bên em anh em nhé. Mẫu bơm máy thì bên em thông báo luôn giá cả tại thời điểm này thì nó rơi vào là 3.400.000 đồng bao phí ship tận nhà anh em nhé. Nhận hàng kiểm tra rồi mới trả tiền. Đấy là cái hàng bơm máy này. Thì đây trên đỉnh này có một cái công tắc anh em nhé, công tắc tắt mở này. Đấy, tắt mở đây và một cái đồng hồ đo nhiệt độ anh em nhé, đo nhiệt độ tại thời điểm này thì rơi vào 22.8 anh em nhé. Đấy, anh em thấy là có một cái dây sách đây và cái phụ kiện thì như thấy là nó có một cái ống TiO này anh em nhé. Đây là cái để anh em bơm nước anh em nhé, bơm nước. Đây là cái đường lên anh em nhé, đây bơm nước này. Đấy anh em nhé. Đấy, thì cái bơm nước một đường vào, bơm vào một đường ra anh em nhé. Đấy, tiện lợi cho anh em. Đây là anh em có thể cắm một cái khi trước khi bơm thì các bác cắm nguồn điện anh em, nguồn điện 220V để cái máy hút nước này nó sẽ đẩy nước vào máy bơm rồi sẽ một cái dây này bẩy ra anh em nhé. Đấy, trước khi bơm anh em có thể là 3-4 anh em chung nhau hoặc 5-4 anh em, 5 anh em chung nhau mua cái bơm này về các bác bơm máy thì rất là bơm súng thì rất an toàn và cũng rất là nhanh. Đấy, anh em có bơm một phát được 200-250 kg luôn anh em nhé. Đấy, anh em không phải đợi chờ nó lâu. Đấy, đây là cái lọc ẩm anh em nhé, lọc nhỏ anh em nhé. Đấy, mẫu là lọc nhỏ này. Đấy, và đây là một khi các bác đây là có một cái xoáy anh em nhé, khi các bác muốn sử dụng bơm thì các bác phải chốt cái này vào. Đấy, cái ốc vít là anh em nhé, đồng hồ to anh em nhé, đồng hồ này, đồng hồ dầu anh em nhé, đồng hồ dầu. Đấy, máy này thì sẽ có một cái đằng sau này, đây là đằng sau này nó có một cái cánh quạt anh em nhá, cánh quạt này để làm mát máy anh em nhá. Đây rất tiện lợi để làm luôn. Đây là tem mát anh em nhá. Đấy, đây quần báo anh em nhá. Và khi các bác về các bác phải tháo này ra anh em nhá. Đấy, tháo này ra thì các bác sẽ lắp vào cái này, nó có ốc vít đầy đủ anh em nhá. Đây có một tờ hướng dẫn bằng tiếng Trung anh em nhé. Đây, các bác phải xóa này, tháo này ra. Đây các bác về đổ dầu vào đây anh em nhé, dầu xe máy. Đấy, dầu nhớt xe máy anh em nhé. Tháo này ra. Đấy, để các bác đắp cái này này, cái ốc này anh em nhé. Đấy, ốc này các bác xoáy vào đây. Khi đổ dầu xong các bác đắp vào đây anh em nhé. Đấy, đắp vào này chắc chắn cho anh em. Đấy, đầu hồ dầu anh em nhé, đầu hồ dầu. Cái này thì rất là tiện lợi cho anh em, bơm một phát anh em có thể bơm đến 200-300 kg luôn anh em nhé. Đấy, rất là tiện lợi. Đây có công tắc đây anh em nhé, ốc xả ốc vặn đây. Đấy, nên là cái này thì rất là đơn giản thôi. Anh em nào mà đang có phụ kiện thì nó cũng chỉ có một cái túi lọc ẩm này, cái túi giòn ốc vít anh em nhé. Đấy, chỉ có hai mẫu này thôi, em mở hai cái túi này đi theo thôi anh em nhé. Nên các bác nào đang có nhu cầu tham khảo về cái dòng bơm máy FB con báo này thì alo trực tiếp bên em thôi nhé. Đấy, giá tại thời điểm này thì dưới này anh em nhé, nó có một cái dưới đây để đo dầu anh em nhé. Đấy, để các bác kiểm tra dầu ở dưới này. Đấy, nên là các bác nào đang quan tâm về cái dòng bơm máy thì alo trực tiếp bên em. Ngoài cái mẫu bơm máy này thì bên em cung cấp cả cái dòng bơm máy xin oxy anh em nhé. Đấy, bên em cung cấp đầy đủ anh em nhé. Đấy, các bác nào đang quan tâm về cái dòng bơm máy thì các alo trực tiếp bên em hoặc các bác kết bạn qua Zalo anh em nhé, kết bạn qua Zalo. Đấy, theo số Zalo đây anh em nhé, số Zalo này. Đấy, bên em sẽ cung cấp thị trường cho anh em. Đấy, kết bạn Zalo số này anh em nhé. Đấy, bên em sẽ gửi hình ảnh chi tiết để các bác tham khảo trước khi đặt hàng bên em. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, các bác anh em nào quan tâm thì alo trực tiếp bên em thôi nhé. Đây là cái nguồn điện vào anh em nhé. Đấy, các bác cắm ngọc ba anh em nhé. Đấy, nguồn điện 220V để sử dụng. Một cái video rất là ngắn thôi. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.